ái chào các em. Đến hẹn lại lên, hôm nay cô trò chúng ta cùng gặp nhau trong chương trình dạy học trên truyền hình với bộ môn công nghệ 6 do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng với đài truyền hình HTV thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Mở đầu trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo và tìm hiểu cho cô với một cái chủ đề. Chủ đề ngày hôm nay là đó là một dự án. Dự án ngày hôm nay cô muốn đưa ra để chúng ta cùng nhau tổng kết lại tất cả các kiến thức chúng ta đã học ở chương trình, ở trong phần chương nhà ở phần 1. Gồm có bắt các bài đó là nhà ở đối với con người, sử dụng năng lượng trong gia đình và ngôi nhà thông minh. Với ba bài học này chúng ta cùng kết hợp để tạo ra dự án ngày hôm nay. Đó là dự án ngôi nhà thông minh. Trong mô hình này chúng ta sẽ tìm hiểu và tạo được những cái gì sau khi chúng ta thực hiện được dự án. Với mục tiêu của bài là nhằm mục đích xây dựng cho các em ý tưởng, thiết kế và lắp ráp được một mô hình ngôi nhà thông minh, vận dụng được các kiến thức mà các em đã học đưa vào cái bài dự án này. Sau nội dung của dự án này, cô mong rằng tất cả các em sẽ xây dựng được cho mình một cái kỹ năng về kỹ thuật cũng như một cái quy trình làm một sản phẩm và xây dựng cho mình những cái phẩm chất mà chúng ta thấy là tỉ mỉ nè, chăm chỉ nè, và chúng ta sáng tạo trong đó để chúng ta hoàn thành dự án. Tất cả cô mong rằng tất cả chúng ta đều làm được ha. Trong nội dung dự án này chúng ta sẽ làm hai phần. Phần thứ nhất các em sẽ thực hiện cho cô các bước thực hiện làm cho mô hình này. Và phần thứ hai là chúng ta sẽ có thể là tìm hiểu thêm một số cái dạng nhà khác mà có thể là gì, có thể các em có thể tham khảo trên rất là nhiều tài liệu. Trong tiêu chí để làm ra sản phẩm thì trước hết cô giới thiệu với các em một số tiêu chí để trước khi chúng ta bước vào thực hiện. Phần tiêu chí cô chia làm hai phần, và đó là phần có nội dung báo cáo và phần thứ hai là phần sản phẩm. Giới thiệu trước hết là các bạn, trong phần tiêu chí chúng ta có 5 phần nội dung điểm. Thứ nhất là giới thiệu nhóm ấn tượng, nêu được cái mục đích của bài báo cáo ngày hôm nay của nhóm mình, trình bày rõ và thuyết phục làm sao cho người nghe dễ hiểu và làm được sản phẩm cùng với các em, đánh giá được những ưu điểm, những nhược điểm của sản phẩm do nhóm mình đã thực hiện, và hình thức chúng ta phải thực hiện là trình bày đẹp và bố cục rõ ràng. Về sản phẩm thì các em sẽ làm được cho cô một sản phẩm hoàn chỉnh với chất lượng sản phẩm có ý tưởng sáng tạo và có gì nữa, có bố trí những cái không gian thiết kế đồ dùng trong gia đình. Sản phẩm có thể là gì, thể hiện được đặc điểm của có yếu tố có thông minh trong ngôi nhà, đảm bảo được an toàn kỹ thuật trong quá trình thực hiện. Sản phẩm được thực hiện đúng tiến độ cho phép khi quy định của giáo viên, và các em sẽ biết được tự đánh giá, rút ra những kinh nghiệm, những gì chúng ta còn thiếu sót và những gì chúng ta tiếp tục chúng ta cải tiến trong những cái vấn đề mà chúng ta làm dự án, những vấn đề sau. Mỗi tiêu chí cô cho là điểm 10, thang điểm chúng ta tổng cộng là 100. Cô mong rằng tất cả các em đều đạt được điểm tối đa và có được số điểm cao nhất trong bài dự án ngày hôm nay. Để thực hiện dự án, chúng ta phải đi vào các bước thực hiện như sau. Các bước thực hiện của chúng ta thì đầu tiên các em nhớ là trong dự án này thì cô mong rằng tất cả chúng ta đều sắm một cái vai, đó là vai nhà kiến trúc sư tương lai của mình. Sau cái dự án này cô có thể là cô nghĩ là các em sẽ nắm được những cái khái niệm thế nào là nhà kiến trúc sư, thế nào là kỹ sư xây dựng để hoàn thành một công trình. Đó là những cái ý tưởng của chúng ta hoặc là những cái điều mơ ước của chúng ta để dự kiến cho những cái ngành nghề tương lai của mình. Với nhiệm vụ là lắp ráp thì các em sẽ lắp ráp mô hình ngôi nhà từ vật liệu có sẵn. Ví dụ chúng ta sử dụng tất cả các vật liệu tái chế đều được, những cái thùng cạc tông bỏ không còn sử dụng, hoặc là những cái phế liệu mà chúng ta thấy là từ chai nhựa, từ ống hút hoặc là từ que kem, các em đều có thể lấy làm vật liệu. Hoặc là những bìa màu các em có sẵn cũng được. Chọn thiết bị cài đặt thông minh, nhớ là chúng ta sẽ chọn ý tưởng như thế nào, có những cái thiết bị gì trong ngôi nhà mô hình của mình có sự thông minh trong đó. Đó là một số cái ý tưởng mà giới thiệu về cái dự án của mình chúng ta sẽ chuẩn bị làm. Khi các bạn nhớ là chúng ta sắm vai nhà kiến trúc sư thì các bạn nhớ là người kiến trúc sư là người chỉnh tạo ra kết cấu của ngôi nhà. Với những nội dung mà sơ đẳng như vậy thì các bạn sẽ có những, có thể là bây giờ cô giới thiệu với các em ở đây, nhưng ở nhà các em có thể là có gì, có những ý kiến sáng tạo, những ý tưởng sáng tạo thông qua việc các em sẽ tham khảo một số kênh trên các báo đài hoặc là trên các kênh YouTube. Mà ở đây cô sẽ gửi đến các em một số đường link mà các em có thể tham khảo tiếp tục để sáng tạo ra phần dự án của mình ngày hôm nay nhé. Sau khi các em đã lên được ý tưởng rồi thì các em sẽ xây dựng kế hoạch cho cô. Trong dự án này chúng ta muốn thực hiện được, chúng ta phải lên kế hoạch. Vậy kế hoạch đó làm những gì? Sau đây cô sẽ giới thiệu với các em từng bước một số kế hoạch như sau. Kế hoạch xây dựng dự án bao gồm một số mục chính. Thứ nhất là bước thứ nhất
các em phải làm công việc cần làm, là lên kế hoạch làm sẽ dự kiến những cái gì, là mình lên kế hoạch, rồi dự kiến thời gian sẽ thực hiện khi nào, trong bao lâu. Và bước thứ ba chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành thực hiện. Bước thứ tư chúng ta sẽ tìm cái địa điểm tiến hành. Nếu mà các em được phân nhóm để các em làm việc, có thể các bạn chọn những cái địa điểm như là ở tại trường, hoặc các bạn chọn địa điểm ở nhà bạn nào đó, chúng ta cùng tập hợp để tiến hành dự án cùng với nhau trong một nhóm. Nhưng trong thời gian giãn cách thì chúng ta đang thực hiện học trực tuyến. Có thể là với những dự án ngày hôm nay cô giới thiệu, các em có thể tự cá nhân mình là tạo ra sản phẩm. Với cá nhân mình tạo ra sản phẩm, cô cũng mong rằng các em cũng thực hiện các bước như sau cô vừa giới thiệu, để chúng ta có được một cái trình tự quá trình để chúng ta tạo sản phẩm nha các em nhé. Đã nói đến tạo sản phẩm thì các em nhớ là chúng ta thực hiện theo quy trình của các bước. Chúng ta không được thay đổi các quy trình này theo thứ tự quy trình. Vậy thì đầu tiên công việc chúng ta làm, bước thứ nhất là chúng ta cần làm những gì đây? Theo em, để làm được ngôi nhà cần có những công việc nào? Thì ở đây cô sẽ giới thiệu với các em một số cái công việc. Thứ nhất là các em sử dụng tư duy của mình để chúng ta chọn ý tưởng, chuẩn bị các đồ dùng, thiết bị cần thực hiện, vẽ phác thảo các cấu trúc của nhà. Chúng ta sẽ tính toán kích thước ngôi nhà có kích thước bao nhiêu, ngang dài bao nhiêu, lắp ráp cái gì và chúng ta lắp ráp những đồ dùng gì trong căn nhà đó. Từng khu vực lắp ráp như thế nào và công trình phụ bên ngoài chúng ta cần có trang trí ở chỗ nào, thì chúng ta đã lên tất cả ý tưởng ở từ công việc cần làm. Chúng ta sẽ vạch ra kế hoạch. Sau bước thứ nhất các em đã thực hiện rồi thì chúng ta sẽ đi tới là gì? Vẽ phác thảo. Trong quá trình vẽ phác thảo này thì các em sẽ gì? Trước khi các em vẽ phác thảo xong thì các em sẽ có cái thời gian thực hiện. Thời gian thực hiện tùy theo kế hoạch của giáo viên đề ra hoặc tùy theo nội dung của các em mà các em sắp xếp thời gian tại nhà mình. Sau những việc chúng ta học các môn học khác, chúng ta dành thời gian đối với môn công nghệ như thế nào thì các em sẽ lên kế hoạch thời gian cho cô. Làm kế hoạch để tính được cái thời gian thực hiện theo quy định của thầy cô. Vậy thì thời gian thực hiện chúng ta sẽ cần xác định được từng việc, từng mốc thời gian, khi nào hoàn thành ở giai đoạn 1, khi nào hoàn thành giai đoạn 2, chúng ta sẽ làm việc có kế hoạch. Với kế hoạch thời gian này, các em sẽ bắt đầu đưa vào thực hiện, đó là chúng ta thực hiện bước thứ 3. Người thực hiện thì theo nãy cô vừa mới nói, nếu các em học nhóm thì các em sẽ thực hiện chọn nhóm trưởng. Chúng ta phân công ra mỗi người nhiệm vụ như thế nào, ai làm công tác gì, ai làm công việc gì, các em sẽ vạch ra một cái kế hoạch. Nhóm mình gồm bao nhiêu người, có bao nhiêu bạn, nhiệm vụ bạn này làm thiết kế, nhiệm vụ kia, bạn là tìm kiếm nguyên liệu, vật liệu, vân vân. Đó, các em sẽ có phân công như vậy. Còn nếu cá nhân mình làm, các em cũng sẽ gì? Tự phân định cho mình những việc mình cần làm để mình thực hiện theo tiến trình thời gian. Địa điểm và vật liệu thực hiện thì cô nói rồi, các em cũng có thể là gì? Chọn cái địa điểm tại trường hoặc là tại nhà bạn nào đó. Còn trong thời gian giãn cách thì chúng ta có thể là tự làm tại nhà. Vật liệu thực hiện cho mô hình dự án này thì cô giới thiệu với các em có một số vật liệu và dụng cụ sau đây. Về dụng cụ thì chúng ta sẽ cần có kéo, một cái dao rọc giấy, dụng cụ bắn keo hoặc là thước kẻ vân vân. Vật liệu này cô nghĩ là tất cả chúng ta có thể là chúng ta cũng sẽ có. Nếu không có súng bắn keo, các bạn có thể sử dụng những cái loại keo sữa mà chúng ta sử dụng làm hoa giấy, chúng ta có thể kết dính lại được. Về vật liệu thì bìa cứng, giấy thủ công, que tre, chúng ta sử dụng bất kỳ vật liệu, có thể sử dụng vật liệu tái chế, vật liệu phế thải mà chúng ta có thể lấy sử dụng lại. Hộp nhựa nè, mút xốp nè, hoặc có những bạn nói cô ơi em có Lego em lắp ráp được không, vẫn được nha các em. Hoặc là có những cái gì, có chúng ta sử dụng những cái thùng gạch tông, những cái thùng giấy bỏ, chúng ta sử dụng tận dụng chúng ta làm. Và bên cạnh đó các em sẽ chuẩn bị cho cô một số màu nước hoặc giấy thủ công hoặc một số phụ kiện mà chúng ta có thể dùng để trang trí cho ngôi nhà. Đó là những điều kiện cần thiết để chúng ta chuẩn bị cho dự án. Để thực hiện dự án thì quy trình lắp ráp mô hình ngôi nhà chúng ta cần thực hiện bao nhiêu bước? Như kiến thức chúng ta đã học, để xây dựng một ngôi nhà thì các em sẽ thấy thực hiện gồm bao nhiêu bước à? Các bạn còn nhớ kiến thức này không? Chúng ta cùng ôn lại kiến thức cũ nhé. Để thực hiện một ngôi nhà, bước đầu tiên là chúng ta phải có khâu chuẩn bị. Khâu chuẩn bị là làm những gì ạ? Khâu chuẩn bị là chúng ta phác thảo nè, chúng ta có gì? Có bản vẽ nè, rồi sau đó chúng ta bắt đầu tìm nguyên vật liệu để chúng ta chuẩn bị cho dự án. Sau khi khâu chuẩn bị chúng ta hoàn tất thì chúng ta đi vào bắt đầu tiến hành, hay người ta còn gọi trong từ ngữ chuyên môn gọi là thi công. Thi công là chúng ta thực hiện các giai đoạn để chúng ta hoàn tất cho ngôi nhà.
và bên cạnh những cái giai đoạn mà chúng ta xây dựng những cái bước chính cho ngôi nhà trong công tác thi công đó, thì trước khi chúng ta bàn giao nhà cho gia chủ thì chúng ta nhớ là chúng ta phải hoàn thiện căn nhà. Trong giai đoạn hoàn thiện là làm gì ạ? Đối với lại những công trình chính như là thực tế ở ngoài thì chúng ta hoàn thiện bằng cách là gì? Chúng ta thiết kế hệ thống nước, điện vân vân và chúng ta sơn làm sao cho căn nhà đẹp nhất. Thì đối với lại mô hình ở đây thì các em cũng làm những động tác như vậy, những công việc như vậy. Cô mong rằng tất cả các em sẽ thực hiện một sản phẩm đầu tiên trong tay mình với một quy trình theo đúng quy định. Đã thực hiện dự án thì bây giờ các em sẽ lưu ý cho cô, khi thực hiện dự án thì chúng ta sẽ vạch ra những cái kế hoạch, những cái công việc cần làm gì nữa, chúng ta cùng nhau tìm hiểu với cô tiếp tục. Để thực hiện mô hình ngôi nhà thông minh thì trước hết những cái bước tương tự để các em thực hiện trong vấn đề mà chúng ta dùng từ gọi là thi công đó, thì chúng ta sẽ dựng gì? Đầu tiên chúng ta sẽ dựng khung nhà. Khi có bản vẽ rồi, chúng ta sẽ có những cái kích thước, chúng ta sẽ dựng khung nhà. Rồi sau đó chúng ta sẽ lắp ráp tường nhà xung quanh. Chúng ta sử dụng những cái công trình phụ, chúng ta lắp ráp vô luôn. Thực hiện mô hình vật dụng từng khu cho ngôi nhà của mình. Thí dụ như có những bạn thì thiết kế bằng phòng học, những bạn thiết kế nhà bếp, có bạn thiết kế phòng khách, thì chúng ta sẽ có đưa những đồ dùng gì vào trong từng khu vực đó. Lắp ráp mô hình các vật dụng vào từng khu vực của ngôi nhà. Lắp ráp một phần, sau đó chúng ta giai đoạn này chúng ta bắt đầu mới lắp ráp phần mái nhà. Tạo khung cảnh bên ngoài cho ngôi nhà, nghĩa là phần trang trí hoàn thiện. Và cuối cùng chúng ta trang trí hoàn thiện mô hình. Đó là một số bước cần làm trong quá trình quy trình chúng ta thực hiện thi công. Và trong quá trình thực hiện thi công ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em cách hướng dẫn đơn giản mà các em có thể là học tập để các em có thể tự làm, hoặc có thể là có những các em có sáng kiến khác, các em sẽ làm theo hình thức khác. Nhưng ở đây là một cái clip cơ bản, cô hướng dẫn các em cùng theo dõi với cô nhé. Tất cả các em cùng chú ý trên màn hình với cô. Lưu ý quan sát kỹ các bước thực hiện để chúng ta có thể là gì áp dụng và vận dụng theo để thực hiện được hoàn chỉnh ngôi nhà nha. Rồi chúng ta bắt đầu cùng nhau theo các bước nha các em. Vật liệu trong cái bài này, trong cái clip này đó là phần về gì? Đang người ta sử dụng thành thùng cắt tông. Ở trên đây có là gì để các kích thước, các bạn căn cứ các kích thước này để là các bạn có thể là gì, có thể làm lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Cố gắng quan sát kỹ cho cô nha. Lắp ráp phần nào trước, phần nào sau. Trong quá trình nếu các bạn nào sử dụng cái súng bắn keo này, các bạn lưu ý khi chúng ta làm thì chúng ta để cái phần bấm keo cho nó ra đồng đều, đừng có lúc mà bấm quá nhiều hoặc là bấm quá ít. Ở đây cô sử dụng ngay một cái vỏ bút
đã sử dụng xong, chúng ta làm ngay cái nắm cửa. Cô mô phỏng cái này là tấm pin năng lượng mặt trời. Đó, yếu tố thông minh là khi cửa mở ra thì đèn bật sáng. À, cô đang hướng dẫn các bạn gì? Làm nên một cái cây trồng mà từ giấy thủ công. Các bạn hãy học những cái phương pháp này cho cô nha. Còn bạn nào ở nhà có những vật dụng đồ chơi các bạn có thể gắn vào đều được hết. À, yếu tố báo động đi các bạn, yếu tố thông minh của ngôi nhà đó. Vậy là chúng ta vừa hoàn tất xong cái mô hình mà chúng ta thực hiện bằng cạc tông cho mô hình ngôi nhà thông minh của mình. Các em vừa xem xong cái phần nội dung của phần hướng dẫn làm. Cô mong rằng các em theo kỹ phần hướng dẫn này và các em có những kiến thức sáng tạo hoặc là có những ý tưởng sáng tạo, chúng ta có thể làm được cái căn nhà đẹp hơn trong mô hình này nha. Với trong cái phần khi các bạn thực hiện xong thì tất cả các nhóm chúng ta hoặc cá nhân chúng ta sẽ được báo cáo về dự án của mình. Phần báo cáo dự án của mình thì đầu tiên cô đã đưa ra các chuẩn báo cáo rồi. Thì các em cứ dựa trên những cái tiêu chuẩn báo cáo từ ban đầu cô đã giới thiệu để các em thực hiện cái phần báo cáo dự án. Cô giới thiệu với các em đây là một số cái dự án mà các bạn đã thực hiện. Thứ nhất, đây là một sản phẩm mà đây thiết kế có nhà tầng nữa các em. Ngoài tầng trệt thì có lầu nữa. Đây là một cái thiết kế rất là sáng tạo. Và trong yếu tố sáng tạo này thì ở bên đây sản phẩm thứ hai các em thấy là gì? Các bạn còn thiết kế được một số ánh sáng trong cái sản phẩm của mình. Đó là đưa vào yếu tố gì? Yếu tố thông minh trong căn nhà. Ví dụ sử dụng bằng nguồn ánh sáng tự động, ánh sáng được cài đặt như thế nào vào buổi tối, buổi sáng. Đây là sản phẩm thứ hai cô giới thiệu với các em ở các lớp đã làm. Sản phẩm thứ ba cô muốn giới thiệu với các em. Đây, các em có thể làm không phải trực tiếp ở bên ngoài căn nhà mà chúng ta có thể làm bên trong căn nhà. Bên trong căn nhà chúng ta, ví dụ như khu vực của phòng ngủ của các em hoặc khu vực phòng riêng của các em thì các em có thể bố trí những các gì, các đồ dùng, ví dụ như là giường nè, ví dụ như là bàn, ghế, tủ ha. Và chúng ta cũng có những cái hướng dẫn và chúng ta thực hiện bằng các dụng cụ hoặc là bằng các vật liệu mà các em tự có. Chúng ta có thể tận dụng được hết tất cả các vật liệu từ giấy cho đến bìa cho đến que tre, que kem. Hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái que mà người ta gọi là que xiên, que nướng á. Chúng ta cũng có thể lấy dùng để chúng ta làm dụng cụ, chúng ta thiết kế cho mô hình. Sản phẩm thứ năm. Đây là hai sản phẩm cũng các bạn cũng thiết kế bên trong căn nhà. Các bạn cũng thiết kế những yếu tố về tính thông minh. Ví dụ như là các bạn có lắp đặt một cái máy lạnh ở trên này. Rồi dưới này có một cái bảng tính, ha, tính máy tính bảng ở đây. Nhưng mà trong cái phòng này thì cô cũng rút kinh nghiệm với các em rằng những cái yếu tố nào mà hiện nay cái về dự án các em làm nó chưa đạt yêu cầu thì cô sẽ rút kinh nghiệm. Đó là sản phẩm thứ năm này. Các em thấy nhận xét gì cho cô sản phẩm thứ năm này trong cái căn hộ này, các em thấy như thế nào? Quá nhiều đồ đạc đúng không nào? Trong quá trình mình học mình nhớ sự sắp xếp đồ đạc hợp lý trong cái khu vực ở của mình cũng là điều quan trọng để làm sao cho thuận tiện ha, việc đi lại cũng như việc dọn dẹp. Vậy thì trong cái căn hộ, trong cái mô hình thiết kế này thì bạn làm rất là tỉ mỉ, nhưng cô rút kinh nghiệm với sản phẩm này ở sản phẩm thứ năm, nghĩa là các em đang làm gì nó quá rườm rà, nó quá nhiều đồ đạc trong một cái căn hộ, mà trong một cái phòng nhỏ như vậy mà chúng ta chất chứa nhiều quá đồ thì nó làm mất đi tính thông thoáng của căn hộ ha, từ chỗ cái phòng của mình. Sản phẩm thứ sáu này thì các em thấy cũng là rất là thiết kế và tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp hơn so với sản phẩm thứ năm. Vậy thì tùy theo mỗi sản phẩm mà các em có thể thiết kế những yếu tố hoặc là những thiết kế những cái dạng ở trong nhà hay bên ngoài nhà, ở những căn hộ như thế nào thì tùy theo sáng tạo của các em. Báo cáo dự án thì bên cạnh những cái việc mà báo cáo về gì bằng mô hình thì các em viết cho cô một cái bản thuyết trình.
Phần thuyết trình thì các em căn cứ vào cái tiêu chuẩn đánh giá của cô ban đầu để các em thuyết trình nội dung tên sản phẩm mình được gọi là gì, rồi có yếu tố gì, lợi ích gì trong cái sản phẩm này. Sản phẩm này sẽ phục vụ cho điều gì trong căn hộ của mình hoặc là trong gia đình của mình. Đây là ý tưởng mà, cho nên các em cứ việc viết thoải mái theo ý tưởng mong muốn của mình. Cô mong rằng tất cả các em sẽ hoàn thành tốt được cái sản phẩm của mình. Bên cạnh những sản phẩm các em làm ở đây và được sự hướng dẫn của cô, thì cô tiếp tục cô giới thiệu với các em một cái clip mà các em thấy là một cái sản phẩm nhà mà rất là hay và rất là gì, rất là hiện đại. Cái phần hiện đại ở đây không phải là cô nói gì mà rất là thông dụng, chỉ gấp một bằng một gấp nhỏ, tức là bằng một cái bìa thôi, mà chúng ta thiết kế được bốn căn phòng trong một gia đình. Vậy thì các em sẽ tìm hiểu nó như thế nào cùng với cô quan sát trên màn hình nhé. Giới thiệu một số mô hình mà chúng ta thấy chúng ta có thể học tập được. Các em cùng quan sát. Đây là bằng giấy màu thôi nha. Các em quan sát kỹ. Đây là phương pháp người ta gọi là thiết kế nhà 3D. Trên một giấy bìa mà người ta đã phân ra được thành 4 khu vực trong gia đình. Các em chú ý yếu tố là để chúng ta tạo được gì, độ nổi của căn nhà, căn hộ, các vật dụng, thì các em chú ý yếu tố 3D để các em thực hiện. Các em có thấy sự sáng tạo của sản phẩm này không? Đây là khu vực của nhà tắm, khu vực phòng ngủ, khu vực phòng khách. Rất là nhỏ gọn khi chúng ta gì, chúng ta di chuyển ha. Cái này là gì? Bạn thiết kế một cái dụng cụ thể dục đấy. Thì là nhà tắm nha. Ở đây là phòng gì? Phòng khách cũng như là chỗ giải trí. Các em vừa được xem cô hướng dẫn một số cái cách thức mà các em là làm lên dự án mô hình ngôi nhà thông minh. Cô mong rằng với những vận dụng và kiến thức mà ngày hôm nay cô hướng dẫn, các em sẽ thực hiện được hoàn chỉnh cho phần dự án của mình ngày hôm nay. Trước khi kết thúc của bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em nội dung chuẩn bị cho tiết tuần sau. Về nhà, các em sẽ xem lại cho cô kiến thức đã học của bài 1, bài 2 và bài 3 trong chương 1 nhà ở. Để chúng ta vào tuần sau, chúng ta thực hiện một cái tiết học, đó là tiết ôn tập của chương 1. Tiết ôn tập chương 1 này nhằm củng cố kiến thức cho các em để các em chuẩn bị cho kế hoạch để kiểm tra giữa kỳ 1 với nội dung của phần bài học công nghệ. Trong nội dung phần này, với những kiến thức mà các em đã tìm hiểu, các em sẽ thực hiện đúng vai trò của 10 học sinh hoặc là chúng ta thực hiện sắm vai của một người kiến trúc sư để chúng ta hoàn thành một công trình. Với công trình này tuy nó không lớn lao gì, nhưng nó là một sản phẩm đầu tay của các em trong chương trình bộ môn công nghệ lớp 6 của năm học này. Cô thân gửi lời chào đến tất cả các em. Các em đã theo dõi chương trình học ngày hôm nay. Rất cảm ơn các em đã tham gia và thực hiện cùng với cô. Xin chân thành cảm ơn. Trong quá trình giảng dạy ngày hôm nay, tôi có sử dụng một số tư liệu trên các kênh mạng, thông tin. Mong quý tác giả để ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi trong quá trình giáo dục bộ môn công nghệ dạy trên truyền hình. Xin chân thành cảm ơn.